Phía sau những cái khung hình rất là đẹp, lộng lẫy, hoàn chỉnh, đó là cả một cái bộ máy ở phía sau. Ai cũng cũng có cái công việc của họ, cũng có áp lực của họ. Những con người thầm lặng đứng ở sau đó, họ làm hết tất cả, nhưng mà họ chỉ đổi lại để được dòng credit nhỏ nhỏ chạy thật nhanh ở cuối phim. Những cái người đứng sau, những cái người thầm lặng là những người đáng phải được tôn vinh nhất. Một bộ phim thành công á, cái điều gì là quan trọng nhất? Có rất là nhiều ý kiến, có thể là diễn viên quan trọng, kịch bản quan trọng, đạo diễn quan trọng. Nhưng mà với mình á, ekip là quan trọng nhất. Trong một đoàn phim thì thường mình có khoảng 80 tới 100 mấy người. Tôi làm mấy công việc cascader, thu tiếng hiện trường, thiết kế, thiết kế phục trang, makeup artist trong đoàn phim còn gọi là hóa trang, diễn viên quần chúng, chụp hình behind the scene, quay phim behind the scene, trợ lý đạo diễn, phó đạo diễn, trợ lý sản xuất, giám tuyển để chọn diễn viên, hiện trường, hậu cần, tổ quay, âm thanh, ánh sáng. Một trong những cái vị trí cũng rất là quan trọng đó là vị trí làm PA, tức là làm trợ lý sản xuất. Chẳng hạn là những cái lúc quay ở ngoài trời mà đồng không mong quạnh, chẳng hạn là trợ lý sản xuất là phải chở diễn viên đi vệ sinh chẳng hạn. Những cái diễn viên thú mình phải chăm sóc nó. Có những cái công việc nó người ngoài nhìn thì cảm thấy không đâu vào đâu hết, nhưng mà nó là những cái thứ rất là cụ thể để mà có thể làm nên cái bộ phim mà chiếu trên màn ảnh rộng cho mọi người xem. Một khoảng thời gian dài tôi làm những cái phim hành động và tôi làm cái công việc cascader. Tôi đóng thế cho rất là nhiều diễn viên. Ví dụ như quay một cái cảnh nước lũ cuốn trôi như thế thì để đảm bảo diễn viên an toàn thì nhóm cascader phải xuống dưới nước ngâm mình nữa, căng tất cả các dây cáp, ai bị trôi xuống thì cạn lại. Và cái cảnh quay ngâm nước như vậy là trong cái thời điểm lạnh đến độ là phải uống ni lông khắp người, rồi các bạn uống nước mắm để cho không bị rét. Chưa bao giờ để Hải nghe một các bạn là về than phiền mà làm xong các bạn vỗ tay đung 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 đung. Có những cái pha mạo hiểm mọi người cùng đồng lòng với nhau để vượt qua đó thì khiến cho tôi không có thể nào mà tôi bỏ ngay. Nhiều anh em đã hy sinh rất là nhiều, hy sinh gia đình, hy sinh về tình cảm. Có người đổ mồ hôi, có người đổ cả máu và có người mất cả tính mạng. Vui có, buồn có, hụt hẫng có. Có những cái giai đoạn mà mình không tin vào mình nữa. Mình có đang đi đúng đường không? Có bất tài không? Hoặc là cái khả năng của mình nó chỉ như vậy nhưng mà mình đang ảo tưởng về bản thân không? Trời ơi! Mau kiện tiếp, bị đau quá trời luôn rồi, tết làm lại. Có nhiều người hỏi rằng là tại sao nó cực như vậy, tại sao nó khổ như vậy mà tại sao vẫn đi làm? Mình không bỏ được. Làm nghệ thuật thì tôi nghĩ là đam mê và cái hào quang của nó tỏ rất là sáng. Cái nghề này nó vui lắm, nó thăng trầm có, buồn có, vui có, nhưng mà buông không được. Cảm ơn tất cả những anh em cộng sự. Cảm ơn các bạn vì sự yêu nghề. Cảm ơn các bạn vì sự cố gắng cho những ước mơ, những gì chúng ta hy vọng ở bản thân, ở cái team của mình, cũng như ở cái sự phát triển của Điện ảnh Việt trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người.